Hi. Vâng, xin chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai của Winamax trên mình tạm này. Đây chính là game thủ Terran màu đỏ của ta, Katie Roster Flat. Vâng, Flat. Anh Thánh của ta. Flat bây giờ phải gọi là Thánh rồi. Thánh Flat rồi, chứ không còn là anh Flat như ngày xưa của ta nữa. Còn đây là game thủ rớt màu xanh của ông ta, Samsung Galaxy Khan Sola. Như có thể thấy rằng hiện nay thì tỷ số đang là 1-0, tạm nghiêng về phía game thủ Flash của ông ta. Có lẽ có một trận đấu có thể gọi là quá hay ở trong game đấu vừa rồi. Tôi nhớ rằng là ở trong trận đấu cặp đấu thứ hai, Flash có thể chiến thắng trước Duck khá dễ dàng. Không biết là với cả Sola này sẽ chuyện gì xảy ra đây. Tôi nhìn thấy rằng là lại một pha nữa rồi. Vâng, lại chuẩn bị là pha băng cross rồi. Giữa map luôn. Vâng. Quá tự tin thì bạn. Còn Âu là phát hiện ra được pha băng cross này rồi, nhìn thấy hai bác ở đây rồi. Ô cái gì đây? Cái gì đây? Vâng, bắt đầu gọi anh CEO lên chuẩn bị Vâng, thanh toán rồi. Nạp thẻ rồi. Bắt đầu rút visa ra nạp thẻ rồi. Vâng, anh này đã bắt đầu là rút tiền rồi. Chúng ta chuẩn bị đến với cái trò ấy thôi. Vâng, các bạn thấy rằng hiện nay thì chiến trực tiếp luôn thì bạn, chiến trực tiếp việc rút thẻ luôn. Thẻ visa hiện nay đã xác nhận là tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi. Còn rất nhiều các khán giả đang cổ vũ. Đó, bây giờ thì quay lại vào trận đấu thôi. Hiện nay thì game thủ dơ của tao mới quyết định là chơi một bay rồi. Anh ấy đặt nhà ga, đặt thêm cho mình cả một cái swimming pool ở đây nữa rồi. Hiện nay con SCV đang lao lên chuẩn bị đặt cho mình cái băng cơ. Con Marine hình như sắp sửa ra rồi thưa bạn. Hiện nay thì swimming pool đã hoàn thành xong và ngay sau đó sẽ là 6 dư linh bắt đầu được mob ra. SCV thứ hai và SCV đầu tiên đã là lên đến mỏ của dơ rồi. Sao là gì đây? Có bị đặt băng cơ luôn không? Đặt luôn đi. Đặt không? Vâng, chưa đặt. Bình tĩnh. Vâng, bây giờ Marine ra rồi. Hình như tôi nhớ nhầm là 3 Marine rồi. Vâng, 3 Marine rồi. Hiện nay 3 Marine và SCV tập trung ở vị trí giữa map kia. Sẽ làm gì đây? Lao luôn không? Hiện nay Zerg đã bắt đầu nâng cấp cho mình Speedlink rồi. Còn ở phía bên này, vâng, Zerg đang chuẩn bị ăn mỏ thứ 2 rồi. Có phải nói hiện nay Terran của ta đang tập trung ở vị trí giữa map này. Anh ấy đang bẫy. Đây rồi! Liên hoan. Vâng, 3 con Marine với cả con SCV nó đứng ở vị trí phía sau lùm cây. Nó bẫy được mấy con Zerg Link lớn ngớ lao vào. Bẫy được mấy con Zerg Link liền. Hiện nay thì SCV bắt đầu lao lên. Vâng, chúng ta thể thấy rằng Flight này đang có 4 con Marine đây rồi. Hiện nay đúng cái thời điểm này thì Sola đặt xuống cho mình mỏ 2 có vẻ không ổn rồi. Các bạn thấy rằng hiện nay Queen cũng bắt đầu đưa ra ở đây. Có không biết là SCV có đặt được cái băng cơ này không đây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Hiện nay Queen với Zerg Link đang sâu ra ở vị trí này. Vâng, cancel băng cơ rồi, đặt lại băng cơ khác luôn. Ngay sau bây giờ thì Zerg số Marine này của chúng ta đã lên đến con số bao nhiêu kia, con số 7 rồi. Hiện nay chúng ta thấy Zerg Link rất cố gắng nhưng mà con đội Terran hit and run này không có để nó ăn thua được. Từ bạn Zerg Link chết cần hết rồi. Đây còn hai con chấm máu là phải rút về thôi. Queen cũng đang lục đục đục chạy về vị trí nhà mình nhưng có vẻ không thể kịp được. Vâng, mất Queen rồi, không ổn rồi. Sola của chúng ta ăn hành rồi thưa bạn, rất là đáng buồn cho Sola của chúng ta. Anh ấy bị bẫy một quả Zerg Link ở cái vị trí phía bên ngoài kia, quá đen vị trí Senga Tower. Nhưng thấy rằng hiện nay thì băng cơ thứ nhất như hoàn thành xong rồi, băng cơ thứ hai cũng đã bắt đầu. Vâng, và như vậy là mất cái Hatchery ở đây rồi. Zerg hiện nay đang rất cố gắng nhưng cũng không biết làm nào bây giờ. Xuống Marine ở đây đông quá thưa bạn. Vâng, Zerg Link lao xuống, lao rồi, rút về. Vâng, Marine rút về vị trí phía sau rồi. Hiện nay thì con SCV vẫn tiếp tục hoàn thành cái băng cờ đây như bình thường thưa bạn. Vâng, ngay bây giờ là Zerg Link úi lao xuống. Vâng, sâu lao đây. Đúng rồi, bắt đầu cắn Marine đi. Tuy nhiên này Marine đã chạy vào góc rồi. Vâng, vì góc này có vẻ là hơi bị tốt cho những cái con Marine kia. Vâng, bây giờ quân đội của Marine lao thẳng về bên ngoài rồi, bắt đầu chơi hết rồi. Hiện nay quân đội ở phía bên trong bên bay của Sola chỉ còn có đúng hai con Zerg Link mà thôi. Kịp không đây? Hiện nay băng cờ tiếp theo này xong rồi. Vâng, quân đội của Flash đặt thêm hai băng cơ nữa. Thôi xong rồi, quân đội của lại này hoàn toàn là bị kẹt ở vị trí phía sau rồi thưa bạn. Vâng, Marine đứng, ôi giời, Zerg Link lao ra, ăn thua không rồi. Vâng, ngay lập tức thì Marine đưa chuyển ở vị trí phía sau ngay lập tức. Vâng, và như vậy là Sola gõ GG rồi. Xin chúc mừng Flash thưa bạn. Vâng, như vậy là Flash của ta đã giành chiến thắng ở trong game đấu thứ hai của trận Winamax rồi. Flash đã chính là người cầm được tấm vé đầu tiên của bảng H để đi vào trong round 16. Xin chúc mừng Flash của chúng ta thưa bạn. Thật sự là một trận đấu rất cảm xúc. Hiện nay thì theo tôi nhớ không nhầm thì round 16 của chúng ta đã có đến tổng cộng là 5 chú Terran rồi.
Vâng, 5 Teran rồi. Có chúng ta có địa điểm mặt là có Flash này, có Maru, Reti, Q và Innovation đã vào để trong round 16 của GSL rồi. Ôi rồi, vâng, chị này chị đang ăn pizza. Vâng, lâu lâu thấy bên GSL họ phát pizza cho khán giả. Ui, nhiều gơn thế. Vâng, toàn fan hâm mộ của toàn gơn cầm biển của Vũ cho Flash kìa. Vâng, có thể nói là một trận đấu rất cảm xúc từ bạn. Xin chúc mừng Flash. Và như vậy là ngày hôm nay Flash ăn 4-0 rồi. Thật là một ngày thi đấu rất cảm xúc của Flash. Xin chúc mừng anh ấy. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với cả trận đấu thứ tư được bạn, trận Loser Match.